Hùng Anh nghe thấy cô chưa? Nào, cô dặn Hùng Anh này. Cô hỏi thì Hùng Anh phải trả lời, Hùng Anh đã rõ chưa? Rồi à. Tập trung vào, cô bảo làm cái gì thì làm cái đấy. Chứ không tập trung viết sai. Rõ chưa Hùng Anh? Ừ. Nhớ nhá. Nào, chúng ta sẽ đến với một cái bài tập. Đây là bài tập ôn tập cho Unit 3, What's your name? Được chưa? Trong phần này thì con sẽ ở bài tập số 1 thì con sẽ sắp xếp các chữ cái để tạo thành một cái tên đúng. Ví dụ, chúng ta sẽ có các chữ cái này. M và S thì người ta sẽ sắp xếp thành chữ Sam, thành Hello, I'm Sam. Được chưa? Sắp xếp các chữ cái để tạo thành tên. Nó hiểu không? Hiểu không Hùng Anh? Yeah. Sắp xếp các chữ cái bên trong bức ảnh này để tạo thành cái tên nhá. Được chưa? Con sắp xếp cho cô nào. Viết đi con, viết luôn trên màn hình cho cô. Làm nhanh cho cô. Con viết đi ngoài. Con đang viết đây. Ông
Con xong rồi đúng không? Cô chuyện bài nhá. Hi, I'm Ever. Chính xác. Ever, chính xác. Bill, chính xác. Câu số 4 thì hơi nhầm một chút. Câu số 4 hơi Dạ, bị nhầm. để cháu. Câu số 4 con sửa đi, con có biết sửa là gì không? Sữa. Câu số 4 đang bị sai nhá. Cái từ này phải là Hugo. Con đã rõ chưa? Yeah. Rõ chưa? Được chưa? Và câu số 5 là Kim. Chính xác rồi. Rất là tốt đấy. Tiếp tục nhá. Nó sang bài tiếp theo. Yeah. Trong bài tiếp theo thì con sẽ nối câu trả lời với, câu hỏi với câu trả lời đúng. Ví dụ câu hỏi là What's your name? Thì con sẽ nối câu trả lời là B, I'm Dan, tôi là Dan. Có hiểu không ngoài? Không Nó hiểu à. được chưa? Nối câu hỏi với câu trả lời đúng, được chưa? Ví dụ What's your name? Thì sẽ là đáp án B, I'm Dan. Tương tự như thế con nối các câu còn lại cho cô. Hùng Anh làm được không con? Con có làm được không? Yeah. Ok, con làm đi, sau đó cô sẽ chữa, làm nhanh cho cô. Làm nhanh để mình chuyển sang bài mới nào. Yeah. Ok, cô thấy làm xong rồi, cô chép bài nhá. Yes. Ok, câu số 2. How old are you? Yeah, I'm 7 years old. Chính xác, rất giỏi. Who is your English teacher? Ai là giáo viên tiếng Anh của bạn? He's Miss Brown. Ok, rất tốt. What's your number, Alex Hong? He lives at number 40. Rất tốt, chính xác. What is the name of your street? It's Happy Street. Rất tốt. Who do you sit next to at school? My best friend Pat. Đúng rồi, rất giỏi đấy. Chính xác hết rồi. Ok, rất tốt. Bài này không khó đúng không con? Cô thấy Hùng Anh làm đúng hết. Nào, được rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang sang cái unit mà mình sẽ học bài mới nhá. Được chưa? Hôm nay thì mình sẽ học về màu sắc con nhá. Được chưa?
Hồng Anh có biết màu sắc trong tiếng Anh không? Hồng Anh. Có. Ừ, thì cô hỏi con một chút nhá. Hồng Anh có biết màu đỏ tên là gì không? À, là red. Dạ. Thì màu xanh da trời tên là gì? Xanh dương ấy. Blue. Chính xác. Thì cô hỏi con màu vàng tên là gì? Hả? Màu vàng. Yellow. Đó, đúng rồi. Đó cũng chính là cái chủ đề mình sẽ học trong ngày hôm nay. Đó chính là red, blue and yellow. Màu đỏ, màu xanh, dương và màu vàng. Rất tốt. Nào, chúng ta sẽ có các từ vựng về màu sắc nhá. Được chưa? Đọc cho cô này. Red Red. Red. là màu đỏ. Yellow, Yellow. Yellow. màu vàng. Blue, Blue. Blue. màu xanh dương. Green. Green, Green. màu xanh lá cây. Purple. Purple, Purple. màu tím. White. White, White. màu trắng. Black. Black, Black. đúng rồi, chính xác. Màu đen. Pink, Pink. Pink. màu hồng. Orange. Orange, Orange. màu da cam. Brown. Brown Brown. là màu nâu, được chưa? Gray Gray. Gray. là màu xám, được chưa nào? Cô Anh đã biết tất cả các màu này chưa? Rồi ạ. Ừ, thế bây giờ cô hỏi con nhá. Thì màu tím thưa anh là gì? Purple. Chính xác. Màu hồng thưa anh là gì? Pink. Màu đen thưa anh là gì? Black. Màu xám thưa anh là gì? Gray. Chính xác. Màu xanh da trời thưa anh là gì? Blue. Rất tốt, đúng rồi, rất chuẩn luôn. Ok, nào chúng ta sẽ học về hai Boat. về các từ vựng ngày hôm nay nhá. Từ đầu tiên này, Pink đọc man. cho cô. Boat. 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 Đúng rồi, chính xác, rất đọc rất tốt đấy. Đây là con thuyền, được chưa? Không biết từ này chưa? Map. Ừ. Tiếp theo, map. 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 Là cái bản đồ. Con đã biết từ map chưa? Map, biết chưa? Map. Con đã biết từ này chưa? Rồi à. À, con biết từ này rồi à? Ok, thì tốt, không cần ghi. Đọc lại cho cô nhá. Boat. Boat. Map. Map. Rất tốt, đúng rồi. Tiếp tục nha. Nào, Tree. chúng ta sẽ có từ sau. Tree. 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 Là gì ấy nhỉ? Cây. Đúng rồi. Tiếp theo, kite. Kite. Là con gì nhỉ? Là Con diều. chính xác, đúng rồi. Con đã biết từ kite chưa? Kite, biết chưa? À. Tốt, đúng rồi. Ok, thế cô hỏi này. Cô hỏi ông anh này. What color is the tree? What color is the tree? Trả lời cô. Yeah. I know. Làm sao con? What color is the có nghĩa là gì nhỉ? Câu hỏi cô nghĩa là gì? Đây không có màu xanh lá và một chiếc màu nâu. À, có trả lời một tiếng Anh xem nào. Trả lời như nào? The tree has color is Con green chỉ cần and trả lời là it is green, được chưa? It is green thôi, được chưa? Hoặc là hoặc là they are green and brown. À, it is green and brown. Nó có màu xanh và màu nâu. Hoặc là chỉ cần trả lời là it is green thôi cũng được, được chưa? Tiếp theo này.
green What and color? brown. What color is the kite? What color is the kite? I don't think the cat has full color. Yeah. Four color, which color? Đó là những cái màu nào con? Màu gì? Kể tên màu sắc nào. Red Red. and red, yellow, green and blue. Chính xác, rất tốt, đúng rồi. Rất giỏi. Okay, so what color can you see? What color can you see in this picture, Hùng Anh? Con nhìn thấy những màu sắc nào bên trong những cái khay khay đựng màu này? Màu sắc nào? Kể tên cho cô nào. Con thấy màu sắc nào? White. White. Tiếp tục đi. And yellow, Tiếp tục. black, red, blue. Ok, chính xác, rất tốt. Chúng ta sẽ có là red, black, white, blue and yellow. Được chưa? All the white. Ok, nào tiếp theo nhé. Mình sẽ đọc và tô màu. Được chưa? Bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi nó hơi, một cái bài tập nó hơi vận dụng trí tuệ một chút. Đó chính là mình sẽ phải trộn màu. Ví dụ, bây giờ cô hỏi Hùng Anh nhá. Màu xanh dương là blue, red là màu đỏ. Thế vậy khi mà mình trộn màu xanh dương với màu đỏ thì nó sẽ ra màu gì, con có biết không? Có, đây, có đang viết. À, giỏi. Nào con viết cho cô xem nào. Đây. Nhưng mà màu gì? Chờ cháu đi. Ừ. Tao Oh. cô Hương á, nhìn nè. Cô nhìn thấy rồi. Purple, chính xác, rất tốt. Sao con giỏi thế? Con hỏi con giỏi cái này thế. Cái này cô cũng không biết nhiều đâu. Tương tự như thế, con thử trộn màu cho cô số 2, 3, 4, 5 được không? Được. Ok, rất tốt. Con thử trộn xem nào. Thông minh đấy. Why the black it become isn't? Tao thử xem đúng không nhá. Chính xác, rất tốt đấy. Tiếp tục đi. Okay. Now. Tao. Cứ làm tiếp đi. Cứ làm nốt đi cô chưa? Yeah. À, Hùng Anh ơi, con có biết vẽ không? Sao con lại biết là nó ra những cái màu này? Con giỏi thế. Dạ, yeah, con thích. À, đây. à, con thích vẽ hả? Ồ, thế nào. Green, orange và pink, chính xác, đúng hết luôn. Rất tốt đấy. Ok. Hùng Anh ở nhà, Hùng Anh vẽ đẹp à? Yeah. À, con có đi học vẽ không? Đó. À, ok, rất giỏi. Ok. Rất ít bạn làm được như Hùng Anh đấy. Không, hầu như là không có đâu. Rất tốt đấy. Ok. Now, find some things which are red.
For example, hãy tìm 5 thứ có màu đỏ. Chúng ta sẽ có 3 ví dụ ở đây. Ví dụ ở đây là tomato là quả cà chua. Part of watermelon là dưa hấu và flag là lá cờ. Được chưa? Và con sẽ tìm thêm cho cô những cái thứ mà có màu đỏ. Được chưa? Tất nhiên là bằng tiếng Anh rồi. Ông Anh đã nhớ chưa con? Yeah. Nào con tìm mà 3 thứ có màu đỏ, 2 thứ có màu đỏ cho cô. Con tìm sau đó con nói với cô nhá. Con viết lên trên màn hình cũng được. Tìm cho cô 2 thứ thêm vào có màu đỏ. Yeah. Sao có tìm được chưa? Không. Đây. Tìm cho cô hai thứ có màu đỏ cơ mà. Ở bên trên là người ta ví dụ cho con đấy chứ. Tìm cho cô hai thứ có màu đỏ. Ví dụ người ta đã ví dụ là quả cà chua này, quả dưa hấu này và lá cờ này. Con tìm thêm hai thứ nữa có màu đỏ cho cô. Con thấy thứ gì có màu đỏ để con ghi vào. Hai thứ thôi. Có hiểu không Hoàng Anh? Ngoan. Không Hai thứ có màu đỏ, hai đồ vật có màu đỏ ấy. Tìm cho cô hai đồ vật mà có màu đỏ. Bây giờ hiểu chưa? Dạ đã. Có ạ. Đi đâu đấy? Cháu đi vệ sinh. À, đi đi con. Rồi, tìm cho cô hai thứ có màu đỏ, sau đó viết lên trên màn hình nhá. Okay. Teacher. Cô đây. Sao con? Cô anh bảo cô gì? Cô Hương ơi. Ơi. Sao con? Con nói đi. Máy tính của cháu hết pin rồi. À, thế con cắm sạc vào đi. Con lấy sạc cắm đi, con nhờ anh. Dạ. Anh có giờ anh chia sẻ tiền cho máy tính được không? Có một con mèo. Ông anh có con mèo à? Con cắm sạc đi không nó bị sụt nguồn đấy. Yeah. Giỏi lắm. Hôm nay ông anh học tốt đấy. Nào à, Hùng Anh tất nghe lời cô. Con cắm sạc chưa? Chưa. Con cắm đi. Bố của cháu đang mang sạc. Bố của cháu đang mang sạc điện xuống. À, ok.
Thế đợi bố cắm sạc xong mình học tiếp nhé. Cố gắng sạc rồi cô. Ok, được rồi. Thế con đã tìm ra hai thứ có màu đỏ cho cô chưa? Con tìm ra chưa? Chưa. Chưa à? Thế Chưa. bây giờ cô thử nhá. Thế bây giờ những thứ có màu đỏ Dạ. này. Son môi, lipstick này, được chưa? Hay là màu đỏ? Màu đỏ còn quả gì có màu đỏ không? Quả táo, có quả táo có Có. màu đỏ này, apple này, vân vân. Dạ. Đó, để chơi nào rất dễ mà. Được chưa? Nào, bây giờ tiếp tục con sẽ tìm cho cô hai thứ mà có Một màu cái sẵn cần. màu xanh lá xanh da trời nhá. Blue, được chưa? Dạ. Nó hiểu không? Tìm cho cô hai Dạ. thứ bằng tiếng Anh nha. Được chưa? Có màu xanh da trời. Dạ. Được chưa? Ở đây bên dưới các bức tranh là các ví dụ the sea, blueberry hay là fizzy drink. Đây là những cái thứ có màu xanh mà người ta đã tìm được. Bây giờ con tìm nốt hai thứ còn lại cho cô. Tìm cho cô hai thứ có màu xanh. Con tìm đi. Dạ, đây. Cả hai que. Bằng tiếng Anh, con nói tên tiếng Anh của nó ra. Autistic. Ok, còn gì nữa không? Tìm tìm nốt đi. Dạ. The Pen, chính xác, rất tốt, đúng rồi. Nào, tìm hai thứ có màu vàng. pen. Oh. Right. Tìm đi con. Hai thứ có màu vàng. Yeah. Yes, This the beer. Ok. Còn gì nữa không? Yeah. Or two of yellow stick. Ok, yellow stick. Đúng rồi, rất tốt, đúng rồi. Rất giỏi. Nào, tìm hai thứ có màu tím. Hai thứ có màu tím. Màu tím I know. là gì? Let me stand Beans. À, đấy gọi là gì nhỉ? Omachi. À, mì tôm đây là This gì? is an À, noodle. omachi. Mì là noodle. Noodle, được chưa? This. Ok. Còn neutral, ngoài neutral ra còn gì không? Màu tím. Hoặc là cái áo màu tím đúng không? Shirt. Để xem nào. Ok. Nào, tìm hai thứ có màu xanh cho cô. Màu xanh. Chúng ta sẽ có ví dụ ở đây là peas là đậu, lime là chanh, frog là ếch. Nào, tìm nốt hai thứ có màu xanh cho cô nào. I got plastic À, plastic green. Ok. A stick green. green. Được. Còn gì nữa không? Yeah, the huge pier. À, ok, rất tốt, đúng rồi, rất giỏi. Nào, tìm hai thứ có màu da cam cho cô. Màu cam. Yes. Okay, I stand up. Seizure, I found À, it. đấy là cái gì đấy? The bottle, một cái chai đúng không? Cái lọ đúng không? Đúng. Yeah. Ngoài ra This full of medicine. I see the còn medicine, rất tốt, đúng rồi, giỏi lắm. Ok, hôm nay nói tiếng Anh rất tốt đấy. Ok, còn gì nữa không con?
Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một ví dụ. Ví dụ như cô, nhưng mà cô phải tắt cái background đi thì nó mới có. Ví dụ như là chúng ta sẽ Okay. còn ví dụ như là cái gì nữa? Tìm gì đấy? This À, đấy là cái gì? Cái nắp enough. à? À, ok. Cái nắp tiếng Anh là gì? Cái nắp. Dạ không biết. Nắp tiếng Anh sẽ chính là từ cover, được chưa? Cover là cái nắp, cái vỏ, được chưa? Sao vậy? Đúng rồi, rất tốt. Hôm nay Hồng Anh học tốt lắm. Nào, con thoát ra vào lại một lần nữa cho cô nhé. Thoát ra vào.